ok, hồi nãy mình cũng không lựa luôn. Ôi, có giống không hỏi, có giống không có gì thay đổi. Hai phần Happy Meal á. Em biết nữa hãy gì nè. Happy Meal luôn. Mấy cái hamburger? Ba cái hamburger. Mọi người ơi, hồi nãy người ta cho cái khác á. Mẹ Chi cho người ta mẹ Chi đợi cái khác á. Đúng hai món Chi thích luôn mà chị ơi. Cuốn sách nè. Ghi lại công chúa Cherry thích này đúng không? Hồi nãy người ta đưa hai con Mario, Cherry không thích Cherry rồi. Một cuốn truyện và một công chúa. Rồi đúng ý rồi nha. Rồi đúng ý rồi nha. Rồi sao? Chúc cả nhà ngon miệng nha. Nobody here now, but I hear you calling out.